Dạ, Trang Ngọc xin mến chào cả nhà thân thương. Dạ thưa cả nhà, thì hiện tại là Trang Ngọc đang đi trên một cái tuyến đường quốc lộ và Trang Ngọc bất ngờ thấy được một hình ảnh một người đàn ông đang nằm trên một cái vỉa hè, nhìn rất là thương luôn cả nhà. Thì để Trang Ngọc đến Trang Ngọc tìm hiểu như thế nào nha. Trời ơi, ông ho. Con chào ông. Ông bị gì vậy hả? Trời ơi, ông ho quá trời luôn cả nhà. Ông ơi, ông hiểu con nói không? 9 giờ. Dạ, ông năm nay bao nhiêu tuổi rồi ông? Ông ơi. Dạ. 64 à. 64 tuổi. Dạ. Dạ ông ơi, quê của ông ở đâu? Kinh tế. Quê ông ở kinh tế. Không biết là quê của ông ở kinh tế nhưng mà sao ông lại vô trong đây ông nằm như vậy? Đi ái chú mà bệnh không có đi ái. Ông còn gia đình đúng không? Không, là sống vô gia cư. Ông chỉ có một mình thôi hả? Và ông chỉ có một mình thôi cả nhà. Không, ông không còn một người thân nào luôn hả ông? Một cương mã. Có một mình ông à? À. Rồi bây giờ là ông đi lang thang như vậy hả? Đâu, khi đó gì đó. À, xe ông để bên kia. Tối quá cả nhà không có thấy được. Xe ông để bên kia rồi. Rồi ông qua đây ông nằm hả? Đất đưa qua nó nằm. Ông ăn uống gì chưa ông? Cơm mì. Hình như là mới nãy con thấy là người ta mới vừa tặng cho ông đúng không? Trời ơi ông ho dữ. Như mỗi buổi tối là ông ngủ ở đâu ông ạ? Ngủ bên đó. Ngủ bên đó hả? Tối nào ông cũng ngủ ở đó đó hả? Đường này là đường gì chị ha? Đường Tấn Tài. Đường Tấn Tài hả? Dạ thưa cả nhà, thì hiện tại là Sơn Ngọc đang đi trên một cái tuyến đường, là đường này có tên gọi là đường Tấn Tài ở thành phố Phan Rang, thuộc tỉnh Ninh Thuận, quê hương của Sơn Ngọc cả nhà. Dạ. Đường này Lãng Thượng Lãng Ông. Đường này là Hải Thượng Lãng Ông. À, Hải Thượng Lãng Ông. Hải Thượng Lãng Ông. Ông vẫn còn minh mẫn cả nhà. Ông bị bệnh gì mà sao ông ho dữ vậy ông ạ? À? Nằm xương gió đó. À, là tại vì ông nằm ngồi xương ngồi gió nhiều quá, bây giờ là ông ho quá trời luôn. Cả nhà mình thấy đó, đồ quần áo của ông nè rất là dơ luôn. Ông ơi, ông uống thuốc chưa? Bất ngờ này. Ông ho quá trời ho luôn. Ông có đi khám bệnh chưa ông ạ? Mới ho đây à. Ông mới ho đây à hả? Dạ ông ơi, ông đi lang thang như vậy là được bao lâu rồi? 5, 6 năm rồi. Ông đi lang thang ở trên cái tuyến đường này hay là như thế nào ông ạ? Ở đây thôi. Ông ở đây thôi. À, là ông ở trên cái tuyến đường Hải Thượng Lãng Ông ở Ninh Thuận, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm cả nhà. Ông đi trên cái tuyến đường này á, và ở theo cái lề đường này nè cả nhà, nghỉ ngơi theo cái lề đường này luôn, ăn uống và ngủ nghỉ ở đây là cũng đã được 5-6 năm rồi. Trời ơi ông địch luôn. Ông ho đến nỗi mà ông địch luôn cả nhà. Ông ăn bánh mì đi ông ạ. À, ông có đói không? Lát nha ăn. Ông có nước không ông? Nước ông để đâu? Ông ạ, à, nước ông để đâu? Ông đang để bên xe đúng không? Sao xe ông để bên kia mà bây giờ ông nằm đây một mình ở đây? Mình ngày ở đây cho tới qua nó ngủ. Dạ. Kinh ngày ở đây kinh tới qua nó ngủ. À, ban ngày ông ở đây á trời nắng rồi sao? Chỗ này mát à, ngay chỗ này có cái bóng cây mát.
Rồi buổi tối là ông qua bên ngay chỗ một cái máy hiên của một công ty có nhà, của một công ty tư nhân có một cái máy hiên để cho công nhân người ta để xe cả nhà. Rồi tối ông qua đó ông ngủ, ông có một chiếc xe đạp, rồi có những cái bịch đồ ông để phía ngoài kia, nhưng mà Sơn Ngọc ghi hình không có thấy được cả nhà, tối quá. Ông uống nước không? Con mua nước cho ông nha. Sao vậy ông? Ông uống nước rồi ông ăn bánh, ăn bánh mì nè. Ông hò quá trời. Bữa đó có chạy nước. Là ông không còn anh em dòng họ gì hết nữa hả ông? Sống vô cư rồi. Sống vô cư vậy là 5-6 năm rồi. Ồ, cha mẹ của ông hồi xưa là ở đâu? Dân Nội Long mà đi kinh tế. Dạ? Dân Nội Long mà đi kinh tế. Dân người ở cầu Đạo Long. Đạo Long đi kinh tế. Đi kinh tế là như thế nào? Ông nói xin là không hiểu cả nhà. Gốc gác ở Đạo Long mà đi kinh tế. À, gốc cha mẹ của ông hồi xưa là ở cầu Đạo Long. Đạo Long. Rồi mình chuyển sang qua bên khu kinh tế mình ở. Nhà nước đưa đi. À dạ. Rồi cha mẹ của ông đâu hết rồi? Già rồi, chết chứ sớm mấy rồi. À, sao còn cha còn mẹ nữa? Là mất rồi. Ồ, trong gia đình của ông là không còn anh em gì nữa không? Sống vô cư một cư mà. Anh em của ông đâu rồi? Vô gia cư mà. Vô gia cư là không có muốn còn ai hết đấy. À, là ông thích đi lang thang như vậy hả? Không, sống gì à. Cả kinh tế khổ rồi, không có cương một má hả? Sơn Ngọc hiểu rồi cả nhà. Có nghĩa là ông lúc trước là ông có lập gia đình không ông ạ? Có gia đình chứ mà nhiều khổ phải xa nhau. Đã kinh tế rồi. Dạ, buồn cho ông cả nhà. Lúc trước là ông có gia đình, rồi khổ quá rồi xa nhau, phải chia tay. Rồi ông chọn cái cách là ông đi lang thang vô gia cư, không có muốn ở chung chạ với ai, anh em trong gia đình để mà khổ. Sống gì? Dạ. Sống gì độc lập tự do. Đúng không ông? Con nói như vậy đúng không? Đúng. Dạ, là ông không muốn là khổ gia đình của mình đúng không? Dạ. Như ông đi lang thang như vậy rồi nhiều lúc ông có đi tắm rửa đâu không? Lâu lâu đi tắm nhé. Ông như ở trong thành phố vậy rồi ông đi tắm ở đâu? Ở sông. Trời ơi, ông nằm ở đây kiến quá trời luôn nè. Đấy, như mình đó. Như ông đi lang thang như vậy á ông ạ. À, con xin phép ông nha. Là ông đi lang thang như vậy á thì người ta cho ông đồ ăn hay là ông có đi làm cái gì không để mà ông kiếm tiền ông đi mua đồ ăn không? Đi hái thuốc bệnh để. Dạ? Đi hái thuốc nam á, bệnh để. Đi hái thuốc nam. Là hồi xưa ông đi hái thuốc nam ông bán hả? Ờ, bán. Bây giờ bệnh già rồi đi không đỡ. Dạ, nữa. Bệnh già rồi nghỉ. Rồi bây giờ ông đi lang thang như vậy. Nghỉ dậm chân ở đây luôn. Dạ. Là bây giờ là hàng ngày ông ăn uống là đều người ta tặng cho ông hết. Tôi thấy gì nó cho. Dạ, thấy ông nằm như vậy rồi người ta thương người ta tặng cho ông. Người ta qua lại ra để ý là thấy. Dạ. Rồi chứ ông không có đi lượm phế liệu luôn hả? Không, già rồi. Dạ. Như mỗi buổi tối ông ăn một ổ bánh mì như thế này ông có no không? No chứ. No hả? Dạ, ít ăn á. Dạ. Không muốn vướng bận ai trong gia đình hết cả nhà. Bây giờ ông có thể dẫn con qua bên xe của ông được không? Không, qua bệnh đi không nữa. Ủa? Đi mới qua. Là như bây giờ ông có đi nổi không? Không, mà không có qua đâu. Hôm qua không chụp hết. Ông nằm đây luôn hả? Ông đứng dậy được không? Không, làm biến rồi. Làm biến rồi. Dạ, ý là chân của ông có đau không hay là như thế nào không? Không, đi qua nó chụp ấy. Dạ không, ý là con muốn xem thử là ông có đi được hay không á. Được, mà đi giờ lại là ông mệt rồi hả? Mệt rồi, nghỉ.
Rồi như ban ngày ông nằm ở đây rồi nắng rồi sao bệnh thêm á? Bên đó nắng, bên này mát. Dạ, bên đó thì nắng, chiều thì nó nắng á. Bên đây thì có cái căn nhà cao nó phức. Dạ ông ơi, ông có cái mong ước gì không? Để có thể là con giúp đỡ cho ông được cái gì đó thì con giúp đỡ. Sống qua ngày chỉ cần tiền bóng túi đi, người ta không cho lấy ăn. À, là ông biết tiền không? Không, không biết. Không, không biết. À, để mình tránh vậy chứ. Như những lúc mà ông mặc đồ như thế này rồi, như ông đến quán rồi ông mua người ta rồi có xua đuổi ông không? Mình gỡ người ta cho, gỡ người ta mua, gửi người ta mua hả? À, có khi người ta cho ăn. Như nhiều lúc ông ông ở đây á thì người ta có trêu chọc ông không ạ? Ta thấy là giúp đỡ ông hết rồi ai chọc. Dạ, là người ta thấy ông như vậy rồi ai thấy ông như vậy đều cũng muốn giúp đỡ ông chứ người ta không có trêu chọc ông đúng không? Từ nhỏ đến lớn ta giúp đỡ đó. Dạ, đều giúp đỡ cho ông hết chứ không có trêu chọc gì hết. Dạ, con cũng mong rằng cái điều đó nó luôn đến với ông chứ những cái chuyện xua rủi nó mà đến với ông thì con không biết như thế nào. Tại vì con đang đi trên một cái tuyến đường như thế này, con thấy ông nằm như vậy con cũng rất là thương, con cũng muốn là đến xem thử là con có giúp đỡ gì được cho ông hay không. Bây giờ là ông cần tiền để mà ông duy trì cái cuộc sống của mình thôi không? À, người ta không cho lấy đó mua. Dạ, người ta không cho ông nữa thì ông có cái tiền mình bọc trong người để mà phòng thân, nhiều lúc mình cần mua gì mình mua. Người ta không cho thì mình lấy gì nó mua đồ ăn mình ăn. Dạ. Dạ ông ơi, cho phép con hỏi ông cái này nha. Lúc trước là ông lập gia đình đó, ông có mấy người con? Kinh tế là khổ, xa nhau có đứa. Con đứa con hả? Ông có một người con trai hay một người con gái không ạ? Gái cho chồng lâu lâu tới thăm. Dạ. Lâu lâu tới thăm á thì tới đây thăm ông hay là thăm ông ở đâu? Thì nó ngang qua thăm ở đi. Là biết ông ở đây rồi đi ngang qua thăm ông không thôi? Nó coi trong cái mạng á. Dạ. Là có ai giúp cho ông chưa? Con á hả? Dạ. Thì lâu lâu tới thăm cho 100-200 nè. Ấy là mới nãy con vừa nghe ông chia sẻ là thấy trong mạng á, thì không biết là có ai đã ghi hình và giúp đỡ cho ông. Người nào tên gì được không? Ông có thể chia sẻ cho con được không? Sắt thép á. Dạ? Sắt thép rồi cô ấy á. Sắt thép. Là anh cứu đấm thép. À đó. Dạ, anh cứu đấm thép chứ không phải là sắt thép. Thì mình nói đại gì vậy? Dạ. Là cũng đã đi trên cái tuyến đường này và thấy ông như vậy cũng đã giúp cho ông rồi. Ở cầu. Dạ, ở cầu. Giờ gió lạnh quá về đây. Dạ, vô mùa đông rồi. Chụp mấy kiến cả nhà, kiến bò trên đường quá trời. Ông nằm đây kiến cắn thì sao ông hả? Một cái con nó bò. Trời ơi, thấy ông nằm đây thương quá cả nhà. Dạ ông ơi, ông có đồ nhiều không? Có bộ này với bộ kia. Có bộ này bộ kia. Rồi như ông mặc bộ đồ này rồi bao lâu ông mới thay? Dơ quá giặt nở bệnh dục lấy đó bận. Dạ, rồi dơ quá hỏi bộ nào dơ quá thì mình vứt đi, mình lấy bộ đồ khác mình mặc. Là như đồ là ông mua hay là người ta tặng ông? Người ta tặng cho ông. Trời ơi, đồ chắc này có nhà. Trời ơi, quần áo nè cả nhà. Dạ thưa cả nhà, thì Sơn Ngọc ghi hình cũng muốn có thể là giúp cho ông một chút nào đó, và cũng có thể là chia sẻ lên trên cộng đồng mạng, và ai hiện tại đang ở Ninh Thuận và hay thường xuyên đi qua
trên cái tuyến đường Hải Thượng Lãng Ông này. Chào đây cả nhà, thì có thể là ghé lại một chút để mà giúp đỡ cho ông như những cái phần quà nào đó để cho ông có thể duy trì cuộc sống. Tại vì ông không muốn là một phần nào đó gánh nặng của gia đình, cho nên là ông mới chọn cách là ông đi lang thang như thế này để mà mình tự gọi là tự lực cánh sinh đó cả nhà. Dạ ông ơi, bây giờ là con không biết là con giúp đỡ cho ông như thế nào nữa, thì bây giờ con sẽ giúp đỡ cho ông một khoản tiền nha ông nha, để cho ông giữ ông phòng thân. Nhiều lúc người ta không tặng cho ông thì ông có để mà ông mua đồ ông ăn. Dạ ông ơi, không biết là những lúc trời mưa ông ạ thì như thế nào ông? Cũng ở bên đó mái hiên đó. Cũng ở bên mái hiên đó luôn. Giờ đây cả nhà ơi, mình đi qua bên đường mà tối thui luôn rồi. Đây, hành trang của ông cả nhà. Nó tối quá. Đây, đây là một cái công ty tư nhân. Đây là một cái mái hiên để cho công nhân để xe này cả nhà. Ở ngồi ngồi vỉa hè như thế này. Rồi hành trang của ông. Đấy, túi bóng, đồ, chiếu, nước, gói này kia. Là một chiếc xe đạp này cả nhà. Và ông cũng xích cái xe lại luôn nè cả nhà. Ông xích cái xe lại. Cho nên là chị Ngọc thấy là ông ở đây cũng khá là lâu á, cho nên là chị Ngọc thấy là bịch đồ này kia nó cũng đóng bụi. Ở đây là hành trang của ông cả nhà. Tối quá thì chị Ngọc cũng mong là ông bà của chị thông cảm chị Ngọc nha. Ông ngồi chạy nha cả nhà. Ông ăn đi ông ơi. Ủa, ông bị gì ngay chỗ cái càm ông vậy ông ạ? Bú ngồi da. Ông bị bú hả? Bú ngồi da. Trời ơi, ông mặc cái quần mà với cái áo mà phải nói là rất là dơ luôn rồi. Bú ngồi da rồi không biết là có sao hay không nữa cả nhà. Bú đọc hay là bú hiền vậy ông? Bú ngồi da nhiều. Bú hiền hả? Nó có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của ông không ông ạ? À? Ông ơi, tí nữa con gửi tiền cho ông rồi ông đi mua thuốc ông uống nha. Dạ. Ông ho quá trời ho. Dạ ông ơi, bây giờ thì con sẽ gửi những cái phần quà yêu thương của một người anh xin giấu tên. Con gửi cho ông là 500.000 ông nha, để ông giữ, ông mua đồ ăn. Dạ. Trời ơi, ông ho quá trời ho. Dạ em Sơn Ngọc cũng xin phép anh xin giấu tên, em xin phép anh em trích số tiền 500.000 trong quỹ mà anh đã gửi cho em để em đi giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn. Em xin phép anh em trích số tiền 500.000 để gửi cho ông để ông có thể là trang trải đôi chút gì đó trong cuộc sống. Và em cũng xin phép là thay mặt ông em chúc cho anh và gia đình của anh luôn có thật là nhiều sức khỏe. Dạ ông ơi, nếu như vài bữa nữa con có duyên với ông thì con sẽ quay trở lại trên cái tuyến đường này để con giúp đỡ cho ông nha ông nha. Dạ. Là ông ở đó luôn đúng không ông? Dạ. Và Sơn Ngọc cũng xin phép cả nhà, Sơn Ngọc chia sẻ đang đi trên một cái tuyến đường là Hải Thượng Lãng Ông. Dạ, ông bà cũng chị mình có đi qua cái tuyến đường này thì có thể ghé lại đôi chút để tặng cho ông những cái phần quà yêu thương để cho ông trang trải đôi chút trong cuộc sống. Dạ Sơn Ngọc cũng rất là cảm ơn ông bà của chúng chị mình đã dành thời gian quý báu để xem video của Sơn Ngọc nha. Và ông bà của chị mình có thương Sơn Ngọc và có thương ông thì dành cho Sơn Ngọc một like và một đăng ký kênh, có thể chia sẻ video để ông có một chút nào đó may mắn cho cuộc sống, có những cái phần quà từ ông bà của chị. Dạ Sơn Ngọc xin phép khép lại video tại đây.
con chào ông nha. Dạ.